tinh xảo quả chu liên bích hợp. Ngưu Lan chức nữ tước kiều hội, tình ý mãn vật thất tinh bôi. Hồng hoa cảnh phóng qua tịnh đế, thời đại dựng đáo hảo thành sông. Trên cẩm bào thêu phụng loan phụng, một thân một dùng soi sáng lẫn nhau, ngụ ý đề kết lương duyên loan phụng hòa minh. Lễ dạ thất tịch, tước phòng dân lễ ngụ ý cắt tường. Chư Dương nhất định tìm được Lan Quân như ý. Loan phụng hòa minh, cho liên bích hợp, lời nói tốt đẹp ta nghe nhiều rồi, đâu có gì đặc biệt. Chứ dựa vào lời nói cát tường thì có thể tìm được họ Mã. Thì bổng công chúa không cần mừng thất tịch cúng bằng ngâu rồi. Lời nói của công chúa quả là châu ngọc. Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Những lời nói hung hăng sừng sộ khiến người nghe thấy hoảng sợ. Cho dù gặp phải người hữu duyên, e rằng cũng là sự hảo quyền. Bổng công chúa tin có duyên ngàn dặm cũng gặp. Nữ nhi nhân đức hiền lành mới cuốn hút được ông bướm tám phương. Ta đã sắp xếp ổn thỏa, thái phó đang ở tư trai truyền gọi. Chiêu Dương sợ không thể đón nhận lòng tốt của Di Quý Phi. Cầu trời ban cho lương duyên, Chiêu Dương quyết định vào ngày thất tịch đến xuất chân quán tịnh tu ba ngày. Cầu mong trời ban lương duyên. Công chúa, giờ lành sắp tới rồi. Lỡ mất giờ lành giống như hộp mất đại sự của Chiêu Dương. Bảy giá.